sự thật đằng sau bảng phong thần đáng sợ đến mức nào? Vì sao tất cả chúng sinh trong ba cõi thà chết còn hơn bị liệt vào danh sách này? Nói về bảng phong thần, có lẽ phiên bản truyền hình Phong Thần Diễn Nghĩa là quen thuộc nhất với chúng ta. Nội dung bộ phim nói về cuộc chiến kịch liệt giữa Trụ Vương, Đát Kỷ cùng Khương Tử Nha. Trong đó có nhiều hình ảnh kinh dị đã được hạn chế. Tuy nhiên, bảng phong thần thực sự còn hay và đáng sợ hơn cả bản truyền hình. Sự thật đằng sau việc phong thần được tiết lộ sẽ khiến chúng ta vô cùng bất ngờ, bởi nó có liên quan đến một âm mưu của Ngọc Đế. Bảng phong thần thực sự đáng sợ đến mức nào mà nhiều người lại không muốn có tên trong danh sách này? Ngay cả Trụ Vương cũng được phong làm thần, nhưng Khương Tử Nha lại đặc biệt loại bỏ mình ra khỏi danh sách. Phải chăng phía sau bảng phong thần này là một âm mưu lớn khó lường? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì bảng phong thần được hình thành như thế nào? Bề ngoài là do thiên đình vừa mới thành lập, Ngọc Đế cần gấp một nhóm người để lấp đầy 365 vị trí còn bỏ trống. Nhưng khi chiêu mộ nhân tài, ông đã nhắm đến 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên. Bởi họ đã tu luyện 1.500 năm mà vẫn chưa chặt đứt được ba loại ác dục. Ở đây, ba loại ác dục được nói đến là những ham muốn xấu xa của con người mà người tu tiên chỉ có thể hoàn thành việc chặt đứt ba loại ác dục này thì mới có thể thành công tu luyện thành Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên, 12 đệ tử này vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, họ cần phải xuống trần gian để trải qua kiếp nạn mới có thể tiếp tục tu luyện. Vì vậy, Ngọc Đế đã tận dụng cơ hội này để cho ba giáo phái Xiền, Triệt, Đạo cùng ký kết bảng phong thần nhằm thu hợp đủ 365 người. Để thu hút đệ tử của Tam giáo, Ngọc Đế còn cố ý chọn chiến trường là khu vực Vũ Vương Phạt Trụ. Tuy nhiên, các tổng lãnh ba giáo đều nhận thức rõ ràng rằng một khi vào phong thần bảng thì sẽ mất tự do, không chỉ phải phục vụ cho Ngọc Đế mà còn chịu sự quản chế của thiên đình, nên họ chắc chắn không mấy hài lòng. Vì vậy, sau khi bảng phong thần được ký kết, Thông Thiên giáo chủ đã về truyền lệnh cấm túc cho các đệ tử giáo phái, không cho họ tự tiện vào Tây Quy chiến trường để tránh bị thu vào bảng phong thần. Ông còn chặn ngay ở cổng Bích Du Cung, trụ sở chính của Triệt giáo, và dán một câu đối cảnh báo: đóng cửa tụng huỳnh đình, thiệt bực cố thành ngôi chánh quả, tách mình qua Tây Thổ là người đứng tên bảng phong thần. Nhưng phía bên kia, Thái Thượng Lão Quân lại không như vậy. Ông ấy biết rõ những đệ tử của mình là những người gây ra nhiều nghiệp lực nhất trong Tam giáo. Nếu không làm gì cả, thì rất có thể cuối cùng những người có tên trong bảng phong thần sẽ toàn là đệ tử tông phái của ông. Vậy nên, Thái Thượng Lão Quân chủ động kêu gọi đệ tử tham gia vào trận chiến của các vị thần, muốn nhờ đó mà được hưởng lợi. Nếu may mắn, còn có thể tìm ra những người khác để thay thế chỗ các đệ tử của mình. Một âm mưu kinh thiên động địa nhất ẩn đằng sau bảng phong thần khiến chúng sinh tam giới đều không muốn góp mặt trong danh sách này. Trong câu chuyện phong thần, có vẻ như mọi người đều vì mục tiêu phong thần mà chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng trên thực tế, họ đều muốn tránh xa bảng phong thần. Trong mắt họ, đó không phải là điều hấp dẫn, mà thậm chí còn là một danh sách đáng sợ. Nếu như không may bị liệt vào đó, số phận sẽ không khá hơn kẻ đọa lạc. Sở dĩ bảng phong thần trở nên đáng sợ như vậy, chính là ngay từ điều kiện đầu tiên cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Đó chính là phải hy sinh mạng sống. Chỉ khi đã mất đi xác thân mới có thể được phong làm thần. Nhưng đối với những kẻ tu tiên, mục tiêu tối hậu của họ chính là trực tiếp được trở thành thánh nhân bằng xương bằng thịt. Nếu mất đi xác thân chỉ còn lại hồn phách, điều này tương đương với việc đã phế bỏ một nửa tu vi của họ. Từ đây, họ sẽ không còn cơ hội để đạt tới cảnh giới thánh nhân. Những kẻ được gọi là phong thần, tuy trông có vẻ huy hoàng, nhưng cuối cùng lại có một kết cục vô cùng khủng khiếp. Chính vì thế, những người trong Tam giáo không mong muốn lọt vào danh sách phong thần này. Đối với họ, bản thân đã là kim tiên, thậm chí đã đạt tới trình độ thánh, còn mạnh hơn cả chư thần. Nhưng sau khi bị phong thần, nghìn năm tu luyện của họ sẽ bị tiêu tan. Điều quan trọng nhất là sau khi bị phong thần, linh hồn của họ sẽ bị ràng buộc bởi bảng phong thần, tương đương với việc đặt cả mạng sống của mình vào tay người khác. Sau đó,
nếu như họ được phép trấn thủ tại thiên cung thì cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Cho dù trước đây có tài năng cỡ nào, họ cũng phải chịu sự kiểm soát của trời đất. Mỗi ngày phải hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao một cách nghiêm túc. Như vậy sẽ mất đi sự tự do. So với việc được tự do bay nhảy khắp bốn biển chín châu trước khi lên bảng xếp hạng, thì quả là một trời một vực. Vì thế với họ, đây mới là điều đáng sợ thực sự của việc có tên trong bảng phong thần. Tất nhiên, có người không muốn lên bảng phong thần, thì cũng có người tranh giành muốn có tên trong danh sách. Bởi vì một khi được phong thần, cũng xem như được công nhận chính thức. Những tiểu tiên vô danh tiểu tốt, nếu có thể trở thành công chức trong thiên đình, không chỉ tu luyện có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, mà còn có thể trường sinh bất tử, thậm chí còn có quyền sở hữu quyền năng tối thượng của các vị thần. Vì vậy, trong phong thần diễn nghĩa, mặc dù Mai Sơn Tất Quái có hơn nghìn năm kinh nghiệm tu luyện, nhưng do có những tai ương thiên kiếp xảy ra cứ 500 năm một lần, nên họ mới phải cản trở việc Tây Châu diệt trụ để cầu cho mình lọt vào bảng phong thần. Thực chất, bảng phong thần không phải chỉ để trấn áp các vị tiên, mà còn buộc họ phải nhận nhiều nhiệm vụ. Điều này khiến họ oán hận đến mức sắp lật đổ cả thiên đình. Vậy Ngọc Đế lại sử dụng cách nào để khiến họ ngoan ngoãn tuân lệnh? Điều đáng sợ nhất là việc Khương Tử Nha, người có công cao lớn nhất, lại không có tên trong bảng phong thần mà chỉ trở thành thần hộ mệnh. Trong số các vị thần còn lại, nếu nói đến việc thực sự thoát khỏi bảng phong thần thì chỉ có Lý Tịnh. Vậy ông ấy đã thoát khỏi cái bẫy của Ngọc Đế như thế nào? Nhiều người nói rằng điều này hoàn toàn nhờ vào việc ông học được ngũ hành bí thuật từ Độ Ách Chân Nhân. Ngũ hành bí thuật đã giúp ông bảo toàn được thể xác trong những trận chiến lớn, do đó không bị Khương Tử Nha thu vào bảng phong thần. Còn những người đã lên bảng phong thần thì điều họ sợ hãi trước đó cũng đã nhanh chóng ứng nghiệm. Họ không chỉ mất đi tự do tu hành du ngoạn, mà còn phải cố định tại vị trí của mình giống như tù nhân. Trước kia khi còn là phàm nhân, miễn là quyết tâm kiên định thì vẫn có thể được tái sinh. Nhưng bây giờ họ như nô lệ, nếu không nghe theo lệnh sẽ bị đánh bằng roi đả thần. Đây là điều kiện đi kèm với bảng phong thần. Truyền thuyết kể về chiếc roi ma thuật này được dùng để khống chế những vị thần. Chỉ cần một roi sẽ khiến họ đau đớn đến mức không muốn sống. Nếu đánh thêm vài lần, thậm chí có thể khiến những vị thần đã được phong bậc này tan xác. Khi Khương Tử Nha phong thần tước cho các vị thần trên đài phong thần, thì trong số đó có một người tên Văn Trọng, vốn đã có mâu thuẫn với ông. Văn Trọng quyết không chịu quỳ xuống trước Khương Tử Nha, thậm chí dẫn theo đoàn thần tướng đối đầu. Thế nhưng Khương Tử Nha vẫn bình thản, bởi trong tay ông nắm giữ roi đả thần, một pháp khí nổi tiếng. Khi Văn Trọng nhìn thấy Khương Tử Nha sẵn sàng quất roi thì không ngần ngại quỳ gối chịu phong. Ngay cả Văn Trọng, người phản kháng quyết liệt nhất, cũng đã phải cúi đầu nhận phong, thì những nhân vật còn lại cũng chỉ còn cách tuân lệnh. Điều đáng nói là trong số những người đứng trên bảng phong thần, thậm chí còn có cả Trụ Vương, người đã súng phong túng, hại nhiều người vô tội, nhưng lại được phong làm thiên hỷ tinh. Điều này cho thấy bảng phong thần này thật sự được lập nên một cách tùy tiện. Khi 365 vị thần đã được phong xong, nhiều người mới nhận ra rằng trong Tam giáo, Đạo giáo có nhiều nghiệp lực nhất lại chỉ có 11 đệ tử lọt vào bảng, còn phần lớn là người của Triệt giáo. Hơn nữa, vị thần mạnh nhất trên bảng phong thần, Kim Linh Thánh Mẫu, lại bị buộc phải có tên trong danh sách vì bị Đạo giáo tập kích trong trận chiến phong thần. Các đệ tử của Xiển giáo cuối cùng đã thành công trong việc gây rối. Đại chiến phong thần không chỉ làm suy yếu đáng kể sức mạnh của Triệt giáo, mà còn cho phép nhiều đệ tử của Xiển giáo thoát khỏi tai họa lớn nhất mà họ không thể giải quyết được. Chính là không phải bị bảng phong thần kiềm chế, việc tu hành sẽ càng thu được kết quả lớn hơn. Bạn nghĩ gì về sự thật đằng sau bảng phong thần? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.